Hello, xin chào tất cả anh em đã quay lại channel của Huy Robot. Và hôm nay thì đã có thêm một số những phần thưởng mới ở trong cái Dương Cực Đại, như là con Titan Eater phiên bản thường, phiên bản đặc biệt, cũng như là khẩu súng laser với tầm bắn 800m phiên bản thường, phiên bản đặc biệt. Đây, mình sẽ mở cái dương vàng cho em thấy được cái tỷ lệ là nó có thể là ra được cái đồ mới, là cái đồ cái khẩu súng laser đó không. Đó, bên hiện tại mình vừa rồi mình đã ra được khẩu Scadi này, được khẩu, cũng khẩu điện băng, khẩu súng cũ anh em ạ, khẩu súng cũ nhất, có thể nói là cũ nhất ở trong cái hộp này luôn rồi. Đó, ra khẩu ZM. Đó, khẩu súng này thì nạp vào mẹ rất nhanh, rất là hợp với những anh em cái chay em nhá. Có một khẩu súng máy cũ này anh em này, mình mở 4 dương thì đã đầy, gần đầy được cái dương cực đại rồi. Bởi vì ngày hôm nay thực ra cái video này là từ hôm trước rồi, nó được 200% cái dương cực đại rồi, mở ra là con phép ni. Khi mà có được 200% dương cực đại rồi thì chúng ta sẽ chỉ cần là hơn 4.000 chìa khóa là có thể đầy được một thanh dương cực đại rồi. Rồi tiếp theo mình sẽ mở. Đây, hiện tại thì em thấy này, vừa rồi thì mình chưa mở ra bất cứ được cái khẩu súng laser nào cả. Tại sao anh em nhỉ? Tỷ lệ thì rất là thấp đúng không? Chỉ toàn ra những đồ cũ. Đây là cái module cho Titan. Rồi mình mở tất cả những cái chìa khóa còn lại luôn. Rồi, khẩu Talon này, bản súng này vất tiền nhưng mà được một khẩu laser rồi. Hai khẩu laser, bản thường và bản đặc biệt. Cùng đó là những cái đồ cũ. Rồi giúp đại này, mình mở một hết một lần luôn thì sẽ được là tổng cộng vừa rồi là khoảng 4 dương. Đây, 4 dương rồi, có sell mùa này, nhưng mà có sell tại mùa này rất là mạnh luôn. Cũng nói là một số những cái đồ cũ nữa thì đó là tỷ lệ của cái hôm nay. Như vậy thì cùng với đó thì mình cũng muốn làm như vậy để mà có thể đua tốt này anh ạ, tốt này để lấy được những cái phần thưởng đó, để mà có thể đua tốt và lấy được cái phần thưởng là cái cục M3. Đó, thì cái nhiệm vụ này là chúng ta sẽ phải cần là mở dương cực, dương chợ đen và một số những cái dương với những phần thưởng khác nhau, với những số điểm khác nhau và dương cực đại nữa. Thì đó, như vậy vừa rồi là toàn bộ cái chia sẻ về cái phần trăm, cái tỷ lệ mở dương mà mình đây là mình mở cái dương vàng em nhé. Đây có lẽ là phần thưởng vừa rồi này, mình ngoài ra mình vừa rồi mình còn mở thêm một chút cái hòm bạc nữa, thì tỷ lệ nó toàn là ra cũng ra mảnh to mẹ anh mà. Ngoài ra đa phần là cái hòm bạc ấy toàn là phi công thôi. Đây là phần thưởng của cái hòm vàng vừa rồi mình quay này. Đó, toàn những phần thưởng cũ anh mà. Đó, thì cho anh em thấy cái tỷ lệ của nó ra như thế nào nhá. Đó, vừa rồi là toàn bộ cái video chia sẻ về cái tỷ lệ ra cái dương cực đại khi mà được 200%. Thì nếu như anh em thấy video hay và có giúp ích cho anh em thì đừng quên để lại cho mình một like và hãy để lại bình luận cái ý kiến của mình ở dưới phần bình luận nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.